Đến thời điểm này vẫn chưa chốt mức giá chính xác đền bù hỗ trợ cho người dân khu vực sân bay Long Thành, nhưng các đại biểu cho biết là sẽ đảm bảo người dân có đủ tiền để mua suất tái định cư. Điều đáng quan tâm là trong khi Quốc hội còn đang bàn bạc thì hiện nay giá đất ở khu vực Long Thành xung quanh sân bay thì đã tăng cao phi mã với mức tăng ảo gấp từ 8 cho đến 10 lần so với trước đây. Phóng sự sau đây sẽ cho thấy rõ tình trạng này. Trong vai một người muốn mua đất xung quanh sân bay Long Thành để đầu tư lướt sóng, phóng viên chúng tôi dễ dàng tiếp cận được hàng loạt cò môi giới. Với sự hoạt ngôn, họ nhanh chóng đưa ra nhiều thông tin tư vấn vẽ vời về khoản lợi nhuận khổng lồ. Giá luôn được người môi giới khẳng định rằng sẽ tăng gấp nhiều lần so với trước đây và sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới. 980 là nằm gần với cái đường, cái khu công nghiệp Sông Điền á, gần với cái đường 60 mét, nó cũng gần với con đường mà đi về sân bay Long Thành á. Nhe nhãn tờ rơi dán khắp nơi, từ gốc cao su, cột điện, bất kể chỗ trống nào cũng có thể tận dụng được, thì đó đều là nội dung mua bán nhà đất. 4,5 triệu đồng một mét vuông, 470 triệu đồng một lô, 175 triệu đồng một lô, mỗi nơi đều có một mức giá khác nhau. Tuy nhiên, giá này là do các cò đất tự thổi lên. Thì sau này mình sẽ lên thổ cư được. Ừ. Thì ở đây nếu mà giá tính ra giá trị lên thổ cư ở đây thì đất thị trấn thì khoảng 800-900 một mét vuông á. Anh chị không cần lên thổ cư để về bán ra cũng được. Thì người ta ở đây mình xây nhà bình thường. Chưa kể, theo một chiêu trò đánh trúng tâm lý nhà đầu tư, đó là lập chợ giá đất ảo, tức là tập trung mọi người trong nhóm lại để cùng vẽ những bức tranh tươi sáng về việc mua đất chỉ vài ngày mà đã lời vài trăm triệu đồng để tranh thủ đẩy giá lên. Cái thứ nhất là cái vị trí để chúng ta mua, cái thứ hai nữa là kết nối giao thông, cái thứ ba nữa là cái dịch vụ, cái thứ tư là giá trị cộng hưởng. Thì tất cả những cái điều này nó không phải là mang đến những cái thiết thực cho khách hàng để họ mua, thì chúng ta phải cẩn trọng về những cái yếu tố này. Theo các chuyên gia bất động sản, để xác định phương án đền bù hiệu quả, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý về mức giá đất xung quanh dự án sân bay Long Thành, không để xảy ra tình trạng xây dựng chuyển nhượng đất đai trái quy định làm biến động thị trường.